hướng dẫn cách làm đường từ mía. Đầu tiên, các bạn cần chọn những cây mía gốc to, thẳng, màu đều, các đốt mía dài, đều và mềm. Sau khi đã chặt được một số lượng mía vừa đủ cho số lượng đường cần làm, thì các bạn mang mía về bán, rồi cầm số tiền bán mía ra tiệm tạp hóa để mua đường. Đó chính là cách làm đường từ mía. Chúc các bạn thành công!